cô Tuệ nghe cho rõ nha, tôi chửi ông, ông phải kêu tôi là bà Phật, ông phải chúc phúc cho tôi, bữa nay tôi lên làm bà Phật rồi. Còn ông tu cái lối tu của ông như thế nào, chủ nhật tôi quốc ông cho ông biết, được chưa? Đến cái câu nói của ngài đó, mà ai đắc ngài đó thì ngài cũng mà cầu mong cho người ta sự bình an hạnh phúc. Thì câu nói bữa nay đó là thằng Cư Tệ à, kêu tới thằng Cư Tệ luôn, con xin phép nghe một phần, con xin phép được nhắc một chút xíu nha quý vị, nhắc lại cái chánh văn này để mình có được những cái sự phân tích cho nó chính xác. Thằng Cư Tệ này nè, bữa nay là tao đánh mày đó à, thì mày phải kêu tao là bà Phật nghe thiền ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị ơi, nhắc lại cái câu này cái tự nhiên con cũng rỡn óc á, cho nên từ trước tới giờ con chưa thấy ai mà mạnh miệng đến như vậy hết trơn á. Một cái cô CEO mà có nói những cái lời mà nghe như là nó thách thức, hay hoặc là đề án là sư minh tuệ tu rồi phải xúi dục người này người kia như thế này thế nọ đó, thì con chỉ nghe là cô nói thông qua cái mà tính cách cô quyết đoán thôi. Trong đó đó thì cô nói hình như là quơ đũa cả nắm bọn u nan u mê đồ này nọ, thì không lẽ mình bây giờ đó mình thấy hạnh lành của sư minh tuệ rồi mình nói lên bằng tất cả cái chân tình của mình, khi hướng về một cái người mà tu hành rất là hiền nhu à, vậy thì trong đó cái bọn u nan u mê thì có mình không? Chắc cũng có rồi đó. Nhưng mà nếu sống trong cái tinh thần đạo Phật á, thì huynh nói với đệ không có hỏi huynh câu này á, thì huynh chỉ có một cái là chấp tay niệm chữ Di Đà, lòng ta biết ai mà mặc ai thôi, chứ hoàn toàn cũng không có những cái lời nói nào phản biện, hay hoặc là có một cái điều gì đó đính chính đúng sai phải trái. Tại vì sao vậy? Tại vì có bốn cái đừng, và thường thường huynh hay lướt TikTok rồi huynh nghe bốn cái chữ đừng này nó hay quá à, thường ta thường nói đừng lý luận với kẻ sai, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều, mà đừng nói nhiều với kẻ không biết, phải không? Cho nên đó là sau những cái đề drama mà thấy rằng á, là trong một cái cuộc đấu nào cũng vậy á, đấu tranh là phải tránh đầu, nó thường hay có những cái chuyện hơn thua qua lại, nhân ngã cao thấp à, cho nên đó là để thấy á, Đức Thầy thường hay nói như thế này nè. Đức Thầy cũng hiểu được cái tâm trạng mà của những cái người mà người ta hay có cái tính cách mà khí hùng á, thì thường là người ta tỏ ra mình là hung bạo hay cường lực, hay hoặc là quy vũ như thế nào đó, để làm chi vậy? Để có thể là lấy cái áp lực đó mà thắng được cái người khác, để đưa mình lên một cái vị trí cao hơn. Thì đây chính là cái tánh tự cường tự trọng, mà cái này đó nó nuôi dưỡng cái ta là cái giả ngã của mỗi con người. Cho nên đó là cái ước mơ ở thế gian này đó, thì ta là trên hết chứ không ai mà hơn ta. Thì con người chạy theo cái bản ngã đó mà họ làm những cái chuyện bất công trái đạo. Có đôi khi là họ làm những cái chuyện mà dốc lòng tranh bá đồ dương, đeo câu danh lợi để lấp đường nghĩa nhân. Tại vì cái mộng mà, cái mộng làm vua đứng trên thiên hạ thì không muốn thua ai hết. À, cho nên là hơn tự đắc khoe khoang dũng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ người làm chuyện bất lành mà gây nghiệp dữ, quan quan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỉ như con cọp dữ trên rừng gặp thịt toan, cấu xé từng bừng phân từng mảnh mới là hả giả. Thì mình thấy cái tính cách của một người khi nói chuyện á, trong cái tư tưởng mà hiền hòa nhân ái á, thì nó lại là khác nha Thánh Thở Trạng Quỳnh. Còn nếu mà con người mà nói với cái tính cách hơn thua nhân ngã, hay hoặc là xét cao thấp giai cấp đó, thì cái người đó đó họ thư hùng, họ lên cái vẻ mặt ở bên ngoài á, là lúc nào cũng có một cái uy lực à, lúc nào cũng mạnh mẽ à, lúc nào cũng thị uy. Nhưng mà cuối cùng rồi thì sao? Những cái người đó đó không có thể nào mà thu phục được tất cả mọi người. Tại vì sao? Ông bà ta thường hay nói câu là có đức mặc sức mà ăn à, hay hoặc là truyền thống đạo lý à, như là trong cái bài Đại Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, ngài cũng viết á, để lấy nhân nghĩa mà thắng tham tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Cho nên là từ trước tới giờ đối với dân tộc mình là luôn lúc nào cũng phải trọng nhân nghĩa. Cho nên là mình không có thấy là những cái người nào mà lại có những cái tính cách mà khi nhận định mạnh dạn quy vũ ha, mà lên nói những cái lời mà nếu mà mình đưa ra cộng đồng thì người ta không có chấp nhận.
Mà đa phần như vậy thì mình thấy ở đâu là cái nơi thước đo để mình cân nhắc được cái sự đúng và sai. À, cho nên qua đó đó thì Quỳnh thấy thì khi tính cách của một con người mà đề án cho sư Minh Tuệ nói này nói kia thì cái đó là cái mà phiến diện của một cái người mà nhận định qua cái sự mà thất kỳ vọng tưởng của mình. Cho nên Đức Thầy sợ những cái người này lắm, sợ e nhiễm trược đọa sa, sợ cho những kẻ chan hòa lụy tuôn, sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí mà quên những câu chánh kỹ quá nhơn, mãn lo tìm kiếm tức quần, thất kỳ vọng tưởng thì lánh chân đường lại. Cho nên mình thất kỳ vọng tưởng rồi, bao nhiêu cái drama mình đưa ra rồi, công chúng người ta không nhận, bao nhiêu người mà ta ủng hộ từ trước tới giờ rồi, chỉ có một cái lời nói mà hồi trước là quốc không trượt pháp nào, thì lại là giảm cái đức độ đó càng nhiều, giảm cái lượng mà người ta đến ủng hộ tặng quà hay hoặc là ta like cho cô rất nhiều đó. Cho nên qua đó thì mình mới thấy được ảnh hưởng công chúng lắm nha. Quần chúng không phải là ai cũng phải là ngu dại hết, phải không? Ở thường á thì ông bà mình nói câu là cao nhân tất hữu, cao nhân trị, cây cao còn có cây cao hơn, người tài còn có người tài hơn nữa. Cho nên cái đức khiêm cung vẫn là cái đức tính tốt của mỗi người. Còn nếu mà mình khoe khoang tự đắc, mình đưa ra mình nói mình là hơn thiên hạ thì chưa chắc, chưa chắc. Cho nên do đó đó mà mình nhận định đó thì nói là sư Minh Tuệ biểu người này biểu người kia, ca ai cũng tu hết rồi thì vậy thì đất nước này ai giữ, rồi lấy cơm gạo đâu mà ăn, rồi nói là Mỹ nuôi đồ này nọ, mà từ trước tới giờ huynh nghe sư Minh Tuệ nói chứ chưa có bao giờ mà sư Minh Tuệ lại có những cái điều này. Không biết là nói ở đâu, nhưng mà nói chung lên cái cộng đồng là người ta cũng chưa có thấy sư Minh Tuệ mà xúi ai hay hoặc là đập để ai hay hoặc là biện luận hay hoặc là có những cái điều gì đó mà kêu mọi người đó là phải 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 thế này thế kia. Thì như vậy qua cái sự nhận định của chị thì chị nói sư Minh Tuệ biểu thì cái chỗ này mình nên suy nghĩ lại một chút xíu nữa, phải không? Qua cái công trình của mình đó, đứng trước việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý. Cái điều này là Quynh nói á, thường hay nè, mình nương nhờ vào nhãn quan của Phật á, để mình thấy rõ được mọi việc. Cho nên qua đây đó thì trong những cái cuộc mà thư hùng ở giữa thế gian này đó, để đưa ra những cái sự thắng bại á, thì con người ta để có đôi lúc á, mình thắng á, thì kiêu hãnh, nhưng khi bại thì sao? Mình hổ ngươi. Hổ ngươi là tại sao? Là xấu hổ quá. Rồi có đôi khi đó thì mình lại là trong cơn giận đó, không có kể gì nữa, nhân cái đạo hết trơn á, thì mặc sức mình kế này mưu nọ, hay hoặc là mình lại tung chiêu, bây giờ mình trả thù, tại vì cái người kia thì luôn lúc nào đó người ta không có nói gì, hay hoặc là người ta không có trả đũa mình, hay hoặc là người ta cứ dửng dưng như vậy. Rồi từ đó đó mình mới thấy là ủa sao mình nói bao nhiêu lời mà người đó không có được một cái phản ứng nào đối với mình, hay hoặc là những cái lời nào phản biện đối với mình, cái tự nhiên mình tự ái. Mà tự ái là tại ứ để lâu ngày rồi, tức nước như dở bờ thì mình mới nói đại, nói càng, nói bướng. Cái chuyện khó nói không, chuyện không nói có. Mà thường á thì Đức Thầy nói những đàn bà khe khắt cháu con, kể từ nay giữ phận cho tròn, không chừa dứt, ắt mang tai ách, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chính hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, mà bằng tích ác thì sao? Quả ương nó đeo đắng. Đó, cho nên đó là từ trước tới giờ khi sư Minh Tuệ mà ngài tu đó thì mình mới thấy được ngài xuất hiện rồi đó, thì tất cả ở trên thế giới cũng giống như là trong đất nước mình á, mọi người á, từ những cái người mà giữ á, ta chuyển hóa trở thành là người ăn lành ở thiện, từ cái người mà chưa biết giữ giới trong đạo Phật như thế nào, chưa biết thiền tịnh ra làm sao, hồi đó giờ cũng chưa biết được mình phải thực hiện trong cái nếp sống mà văn hóa văn minh gia đình văn hóa mới, trong 6 điều quy ước là phải gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan như thế nào. Nhưng thông qua lời của sư Minh Tuệ thì người ta biết ăn chay làm lành đó, người ta biết thủy chung với gia đình đó, trước sau như một trong tình cảm vợ chồng đó, phải không? Còn cái này thì tự nhiên cái mình không biết là mình có một cái thành kiến nào đó, hay hoặc là mình có một cái tư lợi gì đó mà mình tính cái chuyện là phải làm sao hơn thua với sư Minh Tuệ, trong khi đó sư Minh Tuệ được bao nhiêu người yêu mến. Thì từ cái đó mà mình có nảy sinh ra một cái tác ý, mà chính cái tác ý đó nếu trong cái cuộc mà chúng ta đưa ra cái drama đó, những cái kịch bản đó, mà nếu chúng ta nắm lấy cái phần thắng á,
thì sao? Gian danh. Còn nếu mà chúng ta trượt thì sao? Thì rồi mình phải tuổi hổ. Cho nên nó 50/50. Và một khi mà chúng ta đã thấy được cái đề drama phía trước ra rồi, một lần là lên quốc phát nào không trượt đó, thì đề án cho người này, đề án cho người kia, thì cộng đồng là cũng dậy sóng. Bây giờ đó thì mình lại lên tiếp tục nữa, mình không dừng lại ở chỗ đó. Khi mà mình biết cái chuyện đó là mình đã đi quá lề. Quá lề là tại sao? Mình luôn lúc nào cũng lấy lòng dân á là làm điểm tựa của mình. Mà Đức Thầy nói câu này nè đệ: lòng dân chớ khá xem khinh, bảo tàng thì giết mà dân tình thì thua. Nhưng mà chỉ có những cái người á, thời Đức Phật ra đời thì cũng có Bà La Môn, phải không? Bà La Môn trong cái sự đấu tranh giai cấp. Tại vì khi Đạo Phật ra đời thì giống như dàn dương sáng tỏ vậy đó, thì bên Bà La Môn họ không có cái chỗ đứng. Cho nên từ cái chỗ mà tranh cái vị trí đó, tranh quyền đoạt lợi mà đổm đương xé giành đó, quý vị thấy là nó lại gây ra những cái mà nó vu khống rồi, nó vu oan rồi, nó lại là tạo ra những cái chuyện lộn xộn, làm cho cái xã hội lúc đó là nó có những cái sự mà nó bất bình đẳng, phải không? Thì bây giờ đó, sư Minh Tuệ đó là kêu mọi người đó là gây xáo trộn à, ở trong đất nước thì tôi chưa thấy. Nhưng mà tôi thấy từ khi có cái lời nói của chị rồi đó, thì bao nhiêu người trí thức, từ thầy giáo hay hoặc là luật sư, hay hoặc là trong những cái giai tầng xã hội như sĩ nông công thương, thậm chí tới ăn vé số mà người ta còn bất đồng nữa. Thì như vậy mình phải làm sao? Cho nên nó làm khi nhìn ở cái bình diện mà của công chúng á, mà người ta nhận định qua cái lời nói của chị đúng sai phải trái á, thì mình mới thấy là chị là người đó đi quá đà. Mà đề án cho sư Minh Tuệ nói thế này thế kia, rồi xúi dục người này làm thế này thế nọ, đó là do miệng chị nói, chính miệng chị nói, chứ tất cả mọi người khi lên cộng đồng hỏi, ta cũng chưa thấy sư Minh Tuệ mà khuyên người nào làm quấy nha. Tôi từ trước tới giờ tôi coi nhiều clip lắm đó, mà tất cả những cái người Phật tử đến hỏi sư về cái pháp tu đó đệ, thì thường hay khuyên con người an hiền ở lành, giữ giới luật, thiền tịnh, rồi còn hay niệm Phật nữa chứ. Niệm Phật có đủ đức, niệm Phật là được giới định tuệ đó, rồi còn phải đừng có sát sanh nè đó, đừng có giết hại mạng sống của người ta nè, đừng có trộm cướp nè đó, rồi đừng nói láo, đừng uống rượu bia già, đừng ngoại tình đó. Vậy thì sư Minh Tuệ dạy cái nào sai với đạo lý truyền thống đạo đức đâu? Đồng ấy đệ phân tích thử coi cho tôi thấy thì chỗ nào sư Minh Tuệ dạy sai đâu, phải không? Đó, nhưng mà bây giờ lại là mình tạo ra một cái drama để làm chi? Để gây cái ảnh hưởng trong quần chúng. Tại vì sao? Nếu mình là một bậc chân tu á, thì mình buông bỏ hết tất cả những cái gì thế gian, trong cái tư tưởng mà tranh đấu hơn thua á, thì lúc đó mình nói chuyện với sư Minh Tuệ là đúng hơn. Là tại sao? Tại mình cùng đi một cái phương diện đó, cho nên trên cái chuyên môn đó đó, mình mới hiểu với nhau để mình đưa ra cái luận giải. Ha, mình luận giải rồi đó, cũng không phải là thắng thua. Trong đạo Phật là mình tránh cái sự thắng thua. Tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi? Không quan trọng lắm nghe đệ. Bởi vì giữa người và ta đó, nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, mà sắc không không sắc chứ lìa xa. Còn cái này mình đưa vô đó, mình kêu một bậc chân tu mà tất cả mọi người người ta đều có kính ái hết, thậm chí có những cái người lớn tuổi hơn cô nữa, mà người ta đến đó rồi còn phải xá theo cái quy giới của nhà Phật để tỏ được cái lòng tôn kính đối với Tam Bảo. Tại vì khi một người mà khoác áo nhà tăng rồi đó để, thì người ta đã học theo cái hạnh Phật rồi. Cho nên đó, người ta phải kính trọng nè, kính Phật nè, trọng Pháp và mến tăng. Nếu mà mình không có mà kính trọng quy y Tam Bảo như vậy, cái lòng mình bất kính đó, thì mình không phải là người Phật tử. Phải không? Cho nên qua đây đó thì mình thấy nội cái hạnh mà thể hiện thôi. Rồi qua câu nói kêu bằng thằng này thằng nọ, thì cái đó đó đệ ơi, trong nhà Phật không có nên. Trong khi đó biết bao nhiêu người đó, mặc dù ở xã hội cũng có những cái người khác, người ta nhận định về sư Minh Tuệ thế này thế nọ, nhưng mà trong những người đó đó thì họ thấy có so bằng với những cái người mà người ta kính ái sư Minh Tuệ không? Hầu như là anh thấy là một phần ngàn á, trong một ngàn người mới có một người mà nó còn hơn thế nữa. Thì mình thấy cái đó là cái số mà không thể nào mình đưa ra có cái mức tương đương. Phải không? Mà thường á, thì trong cái tập trung dân chủ á, thì người ta bàn bạc với nhau, cuối cùng ta lấy đa số để thắng thiểu số.
Mặc dù á, trong đó có 7 người mà 4 người người ta đưa ra cái ý kiến đó ta đồng thuận, mà 3 người đưa ý kiến trái chiều, thì cái 4 người này ta vẫn phải là nghiêng về cái phần đó để lấy được cái chuẩn mực. Cho nên bây giờ đó, theo Huynh nghĩ ha, thì cái mà tạo ra rồi có những cái lời nói mà của cô như thế này thế nọ, rồi đổ oan cho sư Minh Tuệ rồi kêu thằng này thằng kia, thì đối với mình là nếu người người đời á đệ mà không tu đó, thì đệ thấy là lên clip rồi đó, từ TikTok, Zalo, từ Facebook, từ YouTube, tất cả mọi người người ta đều đưa ra những cái phản biện đặc biệt. Nhưng mà đối với người con Phật á, nếu mấy đệ họ không hỏi huynh đó ha, là huynh không bao giờ mà huynh đưa ra những cái ý kiến của mình như thế này thế nọ. Là tại sao? Là tại vì trong những cái câu chuyện mà để lại cho mình á, có những cái mà tư duy rất là hay. Bây giờ đó mình không có chịu tu hành gì trơn á, thì bây giờ mình tín ngưỡng hay không tín ngưỡng đó là quyền của mình, phải không? À, người ta đối với lại luật pháp nhà nước thì cũng rất là tôn trọng cái việc này. Cho nên đó là kêu thằng hay gọi là ông cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Nếu nói về cái giai tầng của sư Minh Tuệ hay hoặc là những người tu đúng cái gì à, khen tặng hay hoặc là chê bai, chửi rủa hay hoặc là chúng ta có lời cảm kính nào đó, thì các ngài cũng trong cái tâm bình đẳng đó cũng đối xử như nhau à. Phải giữ làm sao đó, có bạn không tu từ đây con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi, mặc dù là không lời nói sao hòa trong thiệt ngoại đó. Phải giữ lòng tất cả chung quanh, thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm hạnh thầy dành cho con đó. Vậy thì cái người tu đâu có ai mua thù chuốc oán gì đâu, phải không? Nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Cho nên qua đây đó thì quý vị ơi, khi mà đứng ở cái góc độ đó đó, cô bác thấy bây giờ đó cái người này cũng tự xưng là lòng từ bi bác ái, tôi yêu nước thương dân, nhưng mà cuối cùng rồi đó sư Minh Tuệ không có gây một cái hiệu ứng nào mà làm cho lòng dân người ta phải là xích mích, rồi làm cho người ta phải xáo trộn trong cái cuộc sống yên bình xã hội, mà tự nhiên mình có những cái lời nói này rồi người ta lại thấy mình là người người không đúng, đi quá lề, cho nên người ta phản biện. Từ cái những cái góc độ này người ta phản biện, mà mình là cái mục tiêu để cho người ta đưa ra những cái lời phản biện đó, thì mình thấy như vậy đâu, mình là cái người đem lại cái sự bình yên cho đất nước hay là mình làm rối trật tự an ninh? Cho nên mình nhìn ở cái góc độ mà để thẩm thấu được sự việc đó, thì mình chưa thấy sư Minh Tuệ mà làm những cái điều gì đó nó sai với luật pháp. Nếu sư Minh Tuệ mà làm sai thì cái ống kính của YouTube các anh em người ta đã soi sư Minh Tuệ là cái người mà không được bảo lưu hay hoặc là không được tôn vinh giữ gìn, không được là bảo hộ để cho sư tu. Nhưng mà từ trước tới giờ thì mình thấy là soi sư không có một cái lỗi lầm gì hết á, mà thông qua những cái ngôn hành của sư đó, từ Bắc chí Nam, gặp hết người này gặp hết người kia, thì đều khuyên mọi người đó phải sao, làm lành rồi cầu nguyện cho người ta luôn được là gia đình bình an và hạnh phúc hết. Vậy thì sư Minh Tuệ có gây những cái hiệu ứng mà làm cho xáo xào lòng dân không, có xúi giục ai không? Không đó. Mà trở lại đó thì mình lại là cái người mà khuấy đảo từ Nam chí Bắc, mà khuấy đảo hết dư luận thế này thế nọ, rồi bây giờ mình gắn tội lại cho sư đó, thì chỗ này mình nên suy nghĩ lại. Nó không có bao giờ mà nó lại là làm cho con người ta mà phải là có một cái sự đồng cảm với mình. Cho nên đó quý vị ơi, bây giờ đó mình tranh hơn tranh thua, cuối cùng rồi coi chừng vô thường nó đến, mình tránh không có kịp, một mai tới số vô thường công kia với tội có lường kịp chăng? Mà từ trước tới giờ mình coi qua lịch sử Phật giáo á, để ngày xưa á, mẹ của Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề chứ gì, phải không? Mà trong khi đó đó, ngày trước bà cũng là một người Phật tử rất là hiền lành đó, bà cạo từng hạt gạo rồi bà tắm sữa và phơi đâu đó đàng hoàng để bà đến cúng dường chư tăng. Nhưng mà sở dĩ có một điều đó chạm lòng tự ái của bà là trong khi đó chư tăng á, thấy cái quà của bà nó nhỏ quá, bao nhiêu cái kia là gấm vóc lụa là, cho nên người ta nhận những cái món quà kia mà quên đi là bà quỳ ở đó và chờ cúng dường đó bao lâu. Thì lúc đó cái lòng tự ái dâng cao rồi đó, thì cái sân hận đó, nó đã khiến cho bà có những cái lời nói quấy, gặp tăng thì đuổi thì chửi, mà gặp gặp chùa thì phá đó. Thì quý vị ơi, chỉ có một cái lời nói như vậy thôi
mà bà cũng đã chấp nhận một cái hệ lụy, cái hậu quả nó đã phải khiến một Kiền Liên là cái người mà dốc tâm tu tập rồi cầu Như Lai đó đưa ra một cái pháp môn mà tu cầu để mà giáo hóa được cái tội của bà, cho bà hồi tâm chuyển ý đó, để bà hướng thượng về cái con đường mà giải thoát tự tại, chứ không phải còn đầu đội chậu máu mà đứt ngồi bàn chông. Cho nên muốn cho tội lỗi mòn tiêu thành tâm cầu nguyện sớm chịu mới hay. Một Liên cứu mẹ bằng nay nhờ người hiếu hạnh tâm rải từ bi đó. Cho nên bây giờ đó thì qua cái câu chuyện này đó thì con muốn phân tích để cô bác anh chị em mình luôn lúc nào cũng có một cái sự đồng cảm với nhau. Mình là một cái người công dân trong đất nước này đó quý vị à, thì những cái câu nói của mình đó nếu mà mình không có ra để mà mình đứng trước công chúng á, mà đó là cái quyền của mình thôi á, mình truyền tải được những cái kiến thức rất là cơ bản để đem lại cho tất cả mọi người những cái điều hay lẽ phải. Thường ông bà nói đi một ngày đàng học một sàng khôn á, thì cái con người mà khi cầu tiến học hành á, thì ai cũng có đó. Thí dụ như hôm nay nè, con xuất hiện trước ống kính của cô bác anh chị em, nhưng mà con mà muốn nói cái lời gì nói dối đó quý vị, hay hoặc là con muốn nói cái điều gì mà làm mất tình đoàn kết á, trong cái tình 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 người với nhau á, thì con cũng không dám. Nếu mà con nói cái điều gì đó mà nó lại là phạm vào cái lỗi lầm gì đó mà làm cho cô bác anh chị em mình bận tâm, là con thấy con biết quỳ hương con sám hối rồi đó. Cho nên trong cái tinh thần của đạo Phật đó quý vị, là những người con Phật, là những sứ giả của Như Lai luôn lúc nào cũng đem cái giáo thuyết bình hòa đến cho tất cả mọi người, kết nối được cái thiện duyên đó. Mà Đức Thầy nói ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc, trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, thì dưới quần thần phụ tử khải hoàn ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quán. Trên kẻ trí lấy công bình phân đoán, với giận dân trăm họ được im liềm. Trẻ với già nhìn hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn luân nền can kỷ. Cho nên bây giờ đó mình nói là mình là cái người mà sống vì nước vì dân lên đây rồi, mình cứ phải là khuấy động không qua, phải không? Mình làm cho tất cả mọi người đều hướng về cái karma của mình. Nhưng mà có một cái là người ta phản biện, không có nói gì mình đúng chứ, mà người ta đều nói mình là những cái người mà nó đi quá lề rồi, mà kêu bằng là cái người cũng giống như là đem lại cái mối bất hòa. Cho nên đó con á, thì cũng khuyên với tất cả mọi người á, khi mà mình sống với cái tư tưởng của Sư Minh Tuệ quý vị, nếu mà cô bác anh chị em mình hưởng ứng Sư Minh Tuệ là cái người mà chuyên tu tâm đạo ha, rồi có những cái hạnh lành đáng kính á, mình luôn lúc nào mình cũng thấy Sư Minh Tuệ khả ái, thì Sư Minh Tuệ là một cái người mà ông đã gác hết tất cả những cái nhân duyên ở thế gian này, không có còn dính líu gì danh lợi sắc tài quy quyền phú quý gì hết trơn á quý vị, mà hướng tới con đường chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề của Đức Phật mà đi. Cho nên đến lúc này đó thì mình mới thấy được, à thì ra đó quý vị à, ngài á là luôn lúc nào đó cũng 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 nghĩ đến mình là một người con Phật, thì luôn có cái tư lương là 10 điều tâm niệm của Phật á. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, thì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh đó. Cho nên đó là ngài cũng đâu có sợ gì mưa nắng gió bão, đâu có sợ là thân mình đó là phải là bị âm dương bất hòa rồi sanh ra những tà khí mà đau ốm bệnh hoạn gì đâu đó. Ở thì gốc cây, ở thì nơi nhà quan, ở thì nơi nghĩa địa, để thực hành được cái lý vô ngã của mình đó. Mà con người mà đã vô ngã rồi, con hỏi cô bác anh chị em mình có cái tư tưởng nào tranh hơn tranh thua không? Không có. Có cái tư tưởng nào mà thư hùng không đó? Có cái tư tưởng nào mà làm mất bình đẳng không? Không có đó. Cho nên đã ngày dốc tu cho mau thành Phật quả, đặng thoát kiếp luân hồi rồi đó, thì cầu mong cho tất cả mọi người. Cho nên đó là đến cái câu nói của ngài đó, mà ai đắc ngài đó thì ngài cũng mà cầu mong cho người ta sự bình an hạnh phúc. Thì câu nói bữa nay đó là thằng Cư Tệ. À, kêu tới thằng Cư Tệ luôn, con xin phép nghe một Phật, con xin phép được nhắc một chút xíu nha quý vị, nhắc lại cái chánh văn này để mình có được những cái sự phân tích cho nó chính xác. Thằng Cư Tệ này nè, bữa nay là tao đánh mày đó, thì mày phải kêu tao là bà Phật nghe thiền ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị ơi, nhắc lại cái câu này cái tự nhiên con cũng rỡn óc á, cho nên từ trước tới giờ con chưa thấy ai mà mạnh miệng đến như vậy hết trơn á. Cho nên qua đây đó thì con mong làm sao đó cô bác anh chị em mình sống trong cái tư tưởng của Phật đạo,
Và chúng ta có thương sư Minh Tuệ đó thì chúng ta cũng hướng đến cái con đường vô ngã mà sư Minh Tuệ đang đi đó quý vị. Thế gian là như thế đó. Người ta đứng ở góc nhìn thế gian đó, thì người ta thấy nào là danh lợi tước quyền, ha, tiền tài danh vọng ở thế gian này, đó là cái nguồn hạnh phúc. Bởi vì người ta nghĩ là có tiền là mới có được cái hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì cái đời này thì chúng ta sống nó thiên về vật chất rồi. Cho nên thiếu đồng tiền là chúng ta đã thiếu đi cái một nhịp sống rồi đó, nhịp đập trong cái cuộc sống này đó. Cho nên là người ta phải cần có để chi, để dung đắp cho gia đình được hạnh phúc, nó có ăn có mặc, kinh tế nó ổn định đó, rồi mình có dư là mình làm những cái việc phước nhân nữa thì cái điều đó cũng quá tốt đi. Nhưng chúng ta đừng có lạm dụng gì mà chạy theo cái đồng tiền đó, rồi đó mình lại ý là cái người mà giàu có, mình khinh khi những cái người khác. Trong khi đó cái chân lý đạo Phật á, đứng ở góc nhìn đó, mà nếu mà mình đeo níu theo danh lợi chức quyền hay hoặc là tiền tài danh vọng thì con người ta dễ tổn thất đạo tâm. Tại sao? Tại vì nó là cái sợi dây trói buộc của mình. Cho nên từ đó con người mà muốn buông xả đi tất cả mọi người đó để nghiệp dứt tình không, thông dong tự tại thì đi không được. Cho nên nó có những người mà người ta đó là còn phải 50 trên 50, một tay nắm lấy hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời thì không đi đâu cả. Bởi vì đứng giữa ngã ba đường này thì mình đi đâu? Muốn đi cái ngã ba này, muốn đi cái đường này, nhưng mà cứ lưỡng ưỡng hoài, chỗ nào nó cũng đeo níu hết, thì có con người đó quý vị mất sự tự chủ. Cho nên bây giờ trong đạo Phật đó thì người ta phải buông bỏ hết, ha. Người ta buông bỏ không phải là buông bỏ đó mà người ta mất hết tất cả, mà trong cái sự buông bỏ đó là buông xuống cái tham, cái sân, cái si, cái nhân, cái ngã. Đó là ngũ triền cái, nó làm cho con người đó phải triền miên thống khổ từ đời này tới đời khác. Cho nên ở trong cái tham đó mà thầy nói là ác thứ 8 là lòng tham hiểm muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, thấy của người thèm khô nước miếng tính làm sao lường gạt lấy đi, sẵn túi tham bất cứ việc gì dù xấu tốt cũng là dòng chứ. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mặt dính dao, trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Cho nên là trong cái công cuộc mà mình còn làm ăn, mình còn có những cái tham vọng như vậy đó, mà mình nói mình được giải thoát rồi, mình coi cái bậc đạo sư mà người ta đã buông bỏ hết tất cả như vậy đó, thì mình lại là có cái thành kiến rồi đấy, mình tự ti, mình eo hẹp á, thì mình lại đưa ra những cái lời nói mà nó làm cho mất cái tình cảm anh em. Cho nên mong làm sao là con chỉ thấy ở cái góc độ của con bây giờ đó, thì con nói lên đây đó không phải là con nói để con phân bua thắng bại gì hết trơn đó quý vị. Phân tích để mình thấy được cái chỗ nào là mình cần nên là học tập để mình cầu tiến trong cái con đường mà chúng ta hướng thượng về cái truyền thống đạo lý của cha ông của chúng ta đã hơn 4.000 năm nhân hiến mà lưu truyền lại đến bây giờ đó. Rồi cái nào mà mình thấy nó là những cái điều sai, khuyết điểm mà không đem lại cái lợi ích cho tất cả mọi người đó quý vị, không phù hợp với tinh thần đạo đức thì chúng ta loại trừ nó đi. Đó vẫn là một cái quy luật sống trong cái xã hội này quý vị. Cho nên ông bà thường hay nói cái câu là ăn hiền thì ở lành thì sao? Gặp hiền. Phải không? Cho nên bây giờ đó mà mình lại là gieo cái nhân dữ đó mà mình muốn cầu được cho cái sự yên bình cho đất nước, chẳng qua là mình nói để mà có thôi quý vị, chứ không ai mà tin mình đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì mình đi ngược với lời nói, mình nói mà không có thực hành. Tuy là mình nói những cái lời qua Mỹ luôn, lúc nào cũng mình lên mình khuyên tất cả mọi người đưa ra cái sách này, đưa ra cái chiến lược nọ để mình nói rằng chúng tôi sẽ sống nhau trong cái sự yên bình, không có đâu. Trong khi đó là mình gây hấn hết người này, mình chỉ trích lỗi của người nọ, mình keo réo tên người kia, mà mình cứ cho mình là đúng không, mà có đôi khi mình sai mà mình không thấy.